cảnh báo ma túy, núp bóng đồ uống, thực phẩm chức năng. Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 của Bộ Công an, thời gian gần đây xuất hiện nhiều loại ma túy mới có trong thực phẩm chức năng hoặc được đóng gói dưới dạng thực phẩm đồ uống. Cục trưởng Cục C04, Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện cho hay, thực phẩm chức năng có chứa chất ma túy được sản xuất, đóng gói có phép của cơ quan nhà nước. Loại này ở một số nước trên thế giới không cấm và cho phép sản xuất với hàm lượng quy định có ghi trên bao bì sản phẩm, có cảnh báo người dùng. Trong thời gian qua, các đối tượng lợi dụng lén lút mang vào Việt Nam những sản phẩm này phát tán cho người dân sử dụng và đã xảy ra ngộ độc như ở Hạ Long, Quảng Ninh. Còn loại ma túy được pha trộn, đóng gói dưới dạng thực phẩm đồ uống, Cục C04 cho biết, đây là thủ đoạn tinh vi của tội phạm nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Người vận chuyển, tàng trữ, mua bán loại này biết đây là ma túy, nhưng khi bị bắt thường khai không biết để chối tội. Điển hình vụ bán bánh cần sa trên mạng Internet xảy ra tại Hà Nội, bị triệt xóa tháng 12 năm 2019. Vụ nhóm học sinh tại Quảng Ninh sử dụng kẹo chứa ma túy bị ngộ độc, phải cấp cứu tháng 10 năm 2021. Vụ bán nước xoài chứa ma túy tại thành phố Hồ Chí Minh tháng 10 năm 2022, vụ bán sô cô la chứa ma túy tại Đông Anh, Hà Nội hồi tháng 6. Thời gian tới, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy sẽ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn những loại ma túy mới xâm nhập vào Việt Nam.